rất thuyết phục với những tỷ số 16-6. Bây giờ thì chắc khoảng 5 phút nữa thôi trận đấu mới có thể bắt đầu được. Chúng ta sẽ điểm qua đội hình của hai team. Envyus ra quân gồm có Happy, NBK, Kenneth, Apex và Sixfer. Như vậy chỉ có một sự thay đổi duy nhất, đó là vị trí của Sixfer so với cả cái lineup huyền thoại và cái lineup mà team Envyus đã được đưa lên đến đỉnh cao. Lineup với một chức vô địch bây giờ. Đó là lineup của ngày đó thì là Kiyoshima mới là người bắn chính. Bây giờ thì Kiyoshima đang thi đấu cho team Fate với một chữ ký đầy cay cú. Nếu ai có sticker của Kiyoshima ở Major lần này thì sẽ có một đặc điểm cực kỳ đặc trưng. Anh ký với cái tên The Problem Kyo. Rất cay cú sau pha bị kích vừa rồi. Và sau khi Envyus đầu tiên thì họ lên đến đỉnh cao và sau đó thì họ sa sút phong độ thảm hại. Và Kyo là người phải chịu trách nhiệm vì việc lười. Nhưng mà sau khi kích được cả Kyo ra thì team Envyus cũng chả khá khẩm hơn được mấy. Họ vẫn thụt lùi. Họ vẫn thụt lùi như bình thường rồi. Và bây giờ trận đấu được bắt đầu rồi. Xuất phát bên phía CTSI trước đó là team Envyus. Trong khi đó GODSENT là người bắn T-side. Pronak là người lên cho mình một quả smoke và hai quả flash. Đây sẽ là một tình huống tôi dự đoán là một tình huống đánh bom xe A cơ bản. Một quả smoke che khu vực short và hai quả flash để ném vào ở trong khu vực trong vùng bom xe A. Và tràn vào từ cửa xanh ra. Mông Proc sẽ ném hai quả flash ra để cho các đồng đội mở cửa xanh tràn ra. Bây giờ thì Envyus họ đang bắn với đội hình 1-3-1, 3 mid. Vâng, có vẻ như biết đánh A rồi. Free Fire, vâng, một bạn đến từ NBK. Apex cả cùng được Leco thành công. Giờ là một tình huống 5-3, khó cho GODSENT rồi. Kể cả có đặt được bom thì việc đỡ bom cũng là một điều rất khó. Khi mà đang là một tình huống 5-3. USP đang có một lợi thế rất nhiều. Tràn vào một bạn đến từ Valusa. Nhưng ngay lập tức NBK đổi đúng mạng Valusa. Valusa có mạng của NBK. Happy hạ gục. Vâng, Happy có cho mình double kill trong tình huống đẩy vào xe ủi vừa rồi. Một tình huống thi đấu rất tốt của Happy và tỷ số là 1-0 dành cho Envyus. Một round đánh bom xe A cực kỳ cơ bản của GODSENT. Vâng, đầu tiên là sẽ một quả flash smoke che shot và sau đó là hai quả flash được ném ra đến từ vị trí của Happy vào khu bom xe A main. Nhưng rất may Envyus trong tình huống vừa rồi họ đã có một tình huống bắt bài hợp lý. Một đứng ở ô tô và một đứng ở short. Và khi mà short purify với cái cửa xanh này thì các bạn thể biết rồi đấy. Bốn người mà mở cửa xanh đi ra thì bắn UAP nó cứ purify thẳng thì kiểu gì chết một ông. Và đúng như vậy. Vâng, tràn vào bom xe A rất là bài bản. Nhưng trong bom xe A lại không có ai. Đấy mới là vấn đề của GODSENT. Và bây giờ thì họ full buy. Vâng, GODSENT lên hẳn hai khẩu AK cục xúc. Quyết định cục xúc đến từ GODSENT rồi. Quyết định ăn lại luôn cái round đấu lần này. Trong đó cái Kenneth đang một round đấu khá chủ quan với cậu Deagle của mình. Tôi đang không hiểu tại sao Kenneth bắn Deagle ở cái round đấu này. Đây là một sự liều lĩnh. Smoke ném ra, tràn vào, trèo qua smoke chạy qua smoke là một điều rất không nên. Vâng, rất nhiều lần các player thế giới chạy qua smoke và đều đa phần là nằm xuống. Vâng, một tình huống purify tốt đến từ vị trí của Apex 5v4. Vâng, GMD vừa có một tình huống di chuyển cực cay và headshot được Sixfer ở khu vực mid. Chiếm bit hoàn toàn đến từ team GODSENT rồi. Tuy nhiên thì Envyus đang có một lợi thế về súng. Vâng, Envyus đang có lợi thế về súng. Đây sẽ tình huống vào B. Vâng, nhảy qua smoke. Có mạng hay không? Không, Kenneth có được một mạng. Kenneth yếu máu. Nhưng Kenneth lùi lại được. Trả ra một quả nết đến từ Kenneth. Ngay lập tức Happy đẩy vào. Happy hạ gục được GMU. Happy có cho mình double kill. Và khó cho Leco rồi. 1v4 chỉ với cầu Deagle rồi. Không có cơ hội cho Leco. Tình huống này tôi xin khẳng định điều đó. Trừ khi cả bốn ông Envyus ra đi tìm Leco thôi. Nhưng có lẽ là bài học vẫn còn. Ôi không, đúng đi tìm thật à. Vâng, đi tìm thật. Ui trời ơi, tôi vừa nói đâu mà. Đi tìm thật thì mẹ với thằng Envyus này. Mẹ kiếp, bom thì rơi vào tìm làm cái đéo gì. Mấy thằng óc chó. Vâng, Envyus đang thể hiện độ óc chó ngày hôm kia. Thì Envyus vừa thua một quả 1v5 xong. 1v5 cũng vừa thua vì đi tìm. Và bây giờ Leco yếu rồi. Leco nằm xuống bởi Kenneth. Một tình huống tí nữa thì đáy ra máu đến từ các thành viên Envyus. Tôi đã bảo rồi, lại đi tìm mà mấy ông Envyus trước giờ bị một cái tội là cứ không thấy địch. Cứ 4v1 với 3v1 là coi thường đối phương, là đi tìm bắn nhau luôn và bị clut rất nhiều. Vâng, Envyus là team có số lượng highlight
nhiều nhất. Vâng, số lượng làm nền cho highlight thì đúng hơn. Chuyên gia làm nền cho các highlight. Ngày hôm kia, các bạn nếu nhớ sẽ biết Envyus dẫn 15-9 và sau đó là một tình huống 5v1. Thế là 5 ông vào đi tìm thằng GDM của Liquid. Thế là mình nó vả chết con mẹ cả 5 ông. Và sau đó là comeback lên 15 đều và phải bắn lên 24, 21 mới có thể thắng được trận đấy. Được mấy thằng óc chó. Mẹ, đúng là cái team Envyus mà nó có não thì có khi là nó bắn hay hơn rồi. Tuy nhiên thì từ thằng Captain đã đéo có não rồi. Và bây giờ thì full eco đến từ GODSENT. Tiếp tục Apex đang đẩy ra. Vâng, Apex đang rất cục xúc. Bố mày tay to, bố mày có quyền. Đó là câu nói của Apex. Tôi nghĩ là Apex đang phán là như thế. Tao tay to, tao có quyền. Vâng, XX này. Đây rồi, xin lỗi anh em, xin lỗi anh em. Ngày hôm qua ông kia thì vừa với một bài học 5v1 xong. Thế mà mấy ông vẫn không rút kinh nghiệm. Lại chạy vào đi tìm thằng Diggle. Nó bắn cho phát hai cái mồm. Tí nữa thì đái ra quần. May mà Kennedy mà nằm xuống thì có khi là round đấy tôi nghĩ là dễ là một round thua của team Envyus lắm. Tại vì những người xử lý cuối cùng sẽ bị tâm lý. Mà thôi mà. Vâng, bây giờ sẽ là một tình huống đánh bom xe A chậm đến từ các thành viên team GODSENT. Họ đang đi đến 4A tình huống này. 3 khu vực A-Main và chỉ một mình Plusa là cửa xanh thôi. Nhưng NBK với Apex đang tình huống kẹp tốt. NBK đang có góc kẹp rất đẹp cùng Apex và tôi nghi ngờ rất khó cho GODSENT tình huống này. Họ cần phải có... Ui ơi! Like một lần nữa thì FP nằm xuống từ rất sớm. Và bây giờ tràn vào. Vâng, NBK và Apex mỗi người có cho mình một mạng. NBK có double kill. Một tình huống bắn rất lỗi của GMDU. Có phải là GMDU không? Người Biter ở khu vực shot đó là ai nhỉ? Vâng, một tình huống Biter khu vực shot mà bắn gần hết băng P250 mà không giết được người. Và cuối cùng thì Kennedy đã hạ gục được Flusa thành công. Vâng, GW có một tình huống móc máy mà bắn vẫn nửa băng P250 vẫn không giết được NBK trong tình huống vừa rồi. Và để cho NBK giết hai người đồng đội của mình. Và tỷ số là 3-0. Lại một lần nữa FP thể hiện khả năng nhìn đều của mình là rất tốt. Vâng, FP có ánh mắt nhìn rất là đều. Tỷ số bây giờ là 3-0 dành cho Envyus. Vẫn đang giữ hai khẩu súng cục súc. Vâng, Apex vẫn đang rất tự tin với khẩu MP9 này. Tiếp tục Sixfer cũng có cho mình khẩu UP45 rất tự tin. Và bây giờ họ sẽ chủ động đẩy sớm để phớt pick người. Sẽ là một tình huống stack mid đến từ vị trí Apex hay Sixfer hay không? Vâng, đang bắn đến 3 mid đến từ các thành viên team Envyus. Apex kẹp chéo với cả Sixfer. NBK là Happy sẽ là người nhìn núi trong tình huống này. Apex với Sixfer sẽ là người nhìn dưới. Vâng, một tình huống như này thì ra mid rất khó. Tuy nhiên nếu hết smoke thì chỉ ăn gần 1 đến 2 quả bom lửa thôi là sẽ rất khó cho các thành viên team Envyus. Nhưng họ biết rằng Envyus họ biết một điều đó là GODSENT. GODSENT không đủ bom trong round đấu này. Họ biết được điều đó là cái chắc. Họ biết rằng GODSENT không đủ lửa. Vẫn Apex vẫn đang rất chảy cối, đang đứng ở cái hốc này. Vâng, bây giờ thì họ bắn 2 mid. Kennedy là người solo B, Sixfer và NBK sẽ là hai người bắn A. Kennedy đang có một góc kê rất đẹp, một kê cực kỳ hẹp. Và bây giờ chúng ta hãy xem chuẩn bị Kennedy có mạng hay không. Đây rồi, bắn trượt đến Kennedy. GMDU vừa cùng Apex thành công ở khu mid rồi. Tràn ra mid đến từ GMDU. Bây giờ sẽ là một tình huống mid to be hay không? Vâng, GSB tràn lên. GMDU nằm xuống với Happy. Happy đang đứng ở vị trí khá tù với Happy, bỏ ngay vị trí hợp lý đến từ vị trí của Happy rồi. Bây giờ sẽ là một tình huống đánh bom sai A đến từ GODSENT khi mà bom đang được di chuyển về khu A main. Leco là người đi cửa xanh. Vâng, back về đến 3A. Không, Happy vẫn back về mid giữ mid. Kennedy vẫn là người solo về. Vẫn đang khá khó. Blast đem vào, tràn vào, có mạng không? Bắn lôi đến từ NBK trong tình huống vừa rồi. Ngay lập tức thì anh NBK về nằm xuống 7 Pronac. Bây giờ là một tình huống móc cả sót lên. Bom xe A đang bị quay khá khó chịu. Chỉ có một mình Sixfer đang đứng ở trong bom xe A thôi. Chúng ta xem Sixfer. Sixfer có được không? Sixfer và nằm xuống 7 Leco. Và giờ là một tình huống 2v4. NDS vừa hạ gục được Snyder xong. Tiếp theo thì Happy bắn lỗi và nằm xuống 7 Leco. Và giờ thì có lẽ là một tình huống xếp súng. Vâng, quả nết chất lượng. Và bây giờ là một tình huống 1v2 thôi. Có thể cờ lút được khi mà trong bom đang nhiều máu. Vâng, trong bom Leco chỉ còn 11 máu thôi. Chúng ta xem Kennedy di chuyển tình huống này như nào. Vâng, Kennedy không chết sau lưng. Và bây giờ Kennedy đã nằm xuống 7 Flusa rồi. Một pha di chuyển rất khéo Flusa. Flusa một tình huống di chuyển từ khu vực bom xe A di chuyển ra tận khu vực City Bay mà không gây một tiếng động nào cả. Và điều đó khiến cho Kenneth khi vào bom không nghĩ ở bên trái có người. Tỷ số là 1-3 dành cho GODSENT. Bây giờ thì Envyus vẫn full buy bình thường. Một round đấu mà NBK một tình huống đẩy vào bên bắn hơi lỗi. Pronac dù phải quay lưng trong tình huống vừa rồi thì anh quay lại vẫn headshot. Headshot NBK ngay lập tức. Và tỷ số bây giờ là 1-3. Vâng, chiếm bên nhanh đến từ các thành viên GODSENT. Có vẻ sẽ là một tình huống đánh bên. Một bạn đến từ NBK. Cái gì vậy? Vâng, NBK lại là người bắn off.
khá là bất ngờ cho tôi. Bây giờ double kill đến từ NBK rồi. Vâng, bây giờ đục cửa. Trời ơi, hai ông tướng đục nhau. Bây giờ NBK chỉ còn một máu mà thôi. Vâng, một máu. Nhưng với cậu họp thì một máu hay nhiều máu cũng chẳng khác nhau là mấy. Apex bị bắn yếu và giờ chỉ còn 15 máu. Ui, hỏng rồi, hỏng rồi. Vâng, Apex giờ thì cũng không hơn 15 máu. Apex nhặt ngay cậu họp, chuẩn bị làm một pha đánh bom say A cơ bản. Có mạng hay không? Apex hạ gục Slayer thành công. Giờ lại là một tình huống 4v2. Tràn ra ư, tràn ra không được rồi. Như vậy là một tình huống cố gắng pick người đến từ GM Deal. Vâng, một round đấu mà tôi có một cái bất ngờ cực lớn. Sixer có được mạng của Leco và bắn trượt đến từ GM Deal. Vâng, 50 máu thì GM Deal nên xếp khẩu ấy nó bị rồi thôi. Vâng, lần này tôi khuyên Envyus đừng lên cục xúc nữa. Đừng nên cố tìm địch để bắn nhau nữa. Tìm địch bắn nhau sẽ một sai lầm. Và bây giờ Happy, Happy hạ gục được GM Deal thành công và tỷ số là 4-1 cho Envyus. Một key round của trận đấu đã thuộc về team Envyus. Vâng, một bất ngờ cực lớn. Thay vì bình thường thì ai cũng nghĩ là Kenneth là người bắn off. Vâng, tôi chỉ nhìn thoáng qua thấy Envyus họ lên được một off thôi. Vâng, sau đó thì tôi phát hiện hóa ra người lên off là NBK. Và NBK đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình với double kill từ rất sớm. Một tình huống phi rất láo của GODSENT. Tuy nhiên thì Envyus lại rất thích những player có tính năng phi láo. Envyus là một team thích đấu skill, thích bắn nhanh. Rất bê đến từ team Envyus rồi. Bây giờ thì Kenneth, Kenneth sẽ ăn quả flash hay không? Vâng, Kenneth chúng ta cùng xem. Quả smoke đến từ team GODSENT lỗi. Vâng, quả smoke lỗi. Và bây giờ thì GODSENT không dám phi qua smoke. Một quả smoke lỗi và bây giờ họ chuẩn bị ném gì đây? Ném flash, một quả flash ném ra. Vâng, một bạn đi từ Kenneth. Hàng về, double kill, dê vãi luôn. Vâng, dê rồi. Nhưng mà GMD vừa hạ mục xích rồi. Triple kill, qua cả hai kill đến từ Kenneth. Chưa được gây, khá là đáng tiếc. Nhưng Flusa thì có một vết va này, khá khó rồi. Flusa nằm xuống, Kenneth đã thể hiện rằng không chỉ bắn AWP và P250, anh bắn cũng chả kém bố con thằng nào cả. Vâng, P250 làm hai mồm ngay lập tức, dễ vãi luôn. Vâng, game dễ vãi lồn đối với Kenneth trong cái round đấu vừa rồi. Và tỷ số là 5-1 cho Envyus. Bây giờ thì GODSENT lại tiếp tục con đường eco lòi dài thôi. Snyder đã cục xúc. Các bạn thấy lên P250 giáp 1. Trong khi đó anh chỉ còn có 1.000 mốt tiền thôi. Tôi đang không hiểu Snyder đang định làm gì trong cái round đấu lần này. GODSENT đang mất bình tĩnh. Và đây là cơ hội dành cho Envyus. Một cái round đấu mà tôi không hiểu tại sao GODSENT lại có thể ném một cái quả smoke che khu vực B-main lại lỗi như thế được. Vâng, ném quả smoke che B-main, che con mẹ về cho City side luôn. Đẩy rồi, vâng, đẩy khu vực A-main. Sixer có cho mình double kill. Happy hạ gục Brock thành công. Kenneth hạ gục được Snyder ở trong khu vực A-main. Và giờ chỉ còn mình GW Biter thôi. Và bây giờ GW nằm xuống với Apex. Và tỷ số là 6-1 dành cho team Envyus. Một cách quá dễ dàng. Vâng, một cách quá dễ dàng. Một cách quá dễ dàng đến từ team Envyus. Một cái round đấu mà GODSENT không gây được một tí áp lực nào cả. Họ chỉ có chết, chết và chết thôi. Vâng, chết liên tục. Tỷ số bây giờ là 6-1 dành cho team Envyus. Bây giờ sẽ là một round full buy và Snyder. Các bạn để thấy, sau pha bay láo của Snyder, Snyder bây giờ lên AK này. Giáp 1 này, chỉ có một quả flash này. Đây là hậu quả của việc bay láo này. Khi mà cả team đang eco, không đủ bom mìn. Mình sẽ nói lại, mình sẽ nói lại một chút tình huống mà Kenneth làm 4. Đầu tiên thì GODSENT họ có ý định là họ ném quả smoke chevy main. Sau đó họ sẽ búp một quả flash vào đây và họ nhảy qua smoke. Nhưng mà đéo hiểu sao các ông ném smoke cái lỗi nảy mẹ nó rơi ở đây. Thế là các ông không qua được quả smoke, sau các ông phải búp quả flash qua quả smoke. Và Kenneth thấy được quả flash, giật vào và Kenneth giật ra và cứ thế hàng về. Hàng về, hàng về, hàng về, hàng về. Vâng, Kenneth bao nhiêu cũng cần hết. Kenneth rất thích cái kiểu là đối phương phi vào nhanh. Kenneth là một player bắn off có bản xạ tốt nhất hiện nay rồi. Có thể coi là tốt nhất hiện nay rồi. Thì Kenneth rất thích những cái player phi nhanh. Tại vì khả năng snap của Kenneth là cực tốt. Bây giờ vâng, Happy bắn off. Happy vừa hạ gục GMD thành công. Một tình huống vẩy off rất tốt của Happy trong tình huống vừa rồi. Và bây giờ hơn người lại thuộc về Envyus. GODSENT họ đang quá tù. Họ đang kê. Happy. Vâng, vẫn có một mạng. Có một mạng đến từ vị không bắn yếu hai người. Và không có mạng đến từ vị trí của Apex. Một tình huống Happy làm cái đéo gì vậy? Tôi đang đéo hiểu vì sao. Đồng đội đang đẩy vào, Happy bắn mẹ mọi người đồng đội. Thôi có anh em bức xúc gì nhau thì nói với nhau một câu. Việc gì phải làm như thế. Vâng, việc gì phải làm như thế. Tôi không hiểu vì sao. Và bây giờ thì Product đã buộc Sixer thành công rồi. Kenneth có tình huống 1v3 trong bom say B. Và chúng ta xem Kenneth liệu Kenneth có được một mạng Product rồi. Kenneth có double kill. Vâng, dễ đối với Kenneth rồi. Leco vừa buộc Happy thành công. Bây giờ Kenneth đối mặt với Leco. Vâng, 2v1. Chúng ta xem. Bây giờ Leco hạ gục F Kenneth nhưng ngay lập tức NBK kết thúc Leco và tỷ số là 7-1 dành cho Envyus. Happy vừa làm cái trò gì vậy? Vâng, anh em cho tôi hỏi, Happy làm trò gì vậy?
đồng đội đang đẩy mid, Happy làm viên vào người đồng đội luôn, vừa giúp cho đối phương mà lại còn gây tiếng. Viên orb của Happy bắn trúng cái Apex đã làm cho các thành viên của team Fnatic nghe thấy. Chắc chắn team Fnatic nghe thấy tình huống đó, nhưng mà họ chỉ không hiểu chuyện gì xảy ra thôi. Tại vì họ không nổ súng mà tại sao lại có tiếng người trúng địch, người bị mất máu. Bây giờ là một round fork bài của GODSENT. Vâng, bây giờ thì GODSENT quá tù ở map Kache này rồi. Họ đã triển khai đủ các đội hình. Vâng, lần này là quả smoke không phải của GODSENT nữa mà là quả smoke của team Envyus. Chiếm khu vực A main từ rất sớm đến từ Envyus. Solo mid đến từ Apex. Bên kia đó là GMW. Và chúng ta hãy xem Apex có lắc hay không. Vâng, Alex không nhìn thấy GMW rồi. Vâng, GMW đang có một tình huống bài tơ rất đẹp. Tuy nhiên thì rất may là team Envyus họ đang bỏ hoàn toàn mid. Vâng, họ đang giữ đội hình là hình cánh cung. Các bạn thấy một bạn đến từ GMW, một viên thôi, chỉ một viên thôi. Và tiếp theo. Vâng, bây giờ double kill đến từ GMW. Thôi thế này thì anh bắn và bây giờ thì Shipper hàng về. Vâng, hàng về. Vâng, Shipper có double kill cho mình rồi. Shipper chuẩn bị không, đó là mạng của Apex. Giờ chỉ còn Leco trong tình huống 1v3 này mà thôi. Một tình huống ra bom xe A rất cơ bản nhưng không thèm check đến từ GODSENT. Và hậu quả là Shipper ngồi trên đầu đái vào đầu giặc Mỹ. Vâng, Shipper chỉ việc đái vào đầu giặc Mỹ thôi. Game dễ quá. Vâng, Shipper nhiệm vụ không có gì khó khăn à, cứ ngồi đái đầu giặc Mỹ thôi. Bây giờ là một tình huống 1v3 và chuẩn bị Leco sẽ nằm xuống với 6 máu. 6 máu thì không có cơ hội cho Leco thì cái này. Tiếp tục là một quả flash ném ra. Và khó cho Leco rồi. 6 máu. Một bạn đi từ Leco không thể đùa được. Nhưng vẫn còn lửa. Rất nhiều lửa được ném ra. Envyus họ đang hơi run sợ. Chắc chắn họ phải run sợ. Bây giờ thì Leco đang cố vích vào. Ăn quả flash và Leco lại lùi lại. Và Shipper lại kết thúc Leco với tỷ số. Đưa ra đấu đến tỷ số 8-1. Vâng, Shipper vừa có một cái round đấu rất tốt. Shipper có cho chip, có cho mình triple kill trong cái round đấu vừa rồi. Tỷ số bây giờ là 8-1 dành cho Envyus. GODSENT đang tủ túng thực sự. Họ đã triển khai đủ các phương án. Tuy nhiên thì họ đều không đưa đến được một kết quả nào cả. Nếu mà các bạn xem những tình huống vừa rồi thì các bạn đều thấy rằng GODSENT không có một cái bài gì cụ thể cả. Họ đánh rất đơn giản. Họ chỉ có một bài là smoke amen, smoke shot chẳng hạn này. Vâng, bây giờ thì GMW vừa có một mạng của Apex ở mid từ rất sớm. Ngay lập tức thì NBK đổi lại được một mạng của The Raider. Đẩy vào cửa xanh đến từ Kenneth. Kenneth ra gục Leco. Lợi thế người lại một lần nữa thuộc về team GODSENT, à team Envyus. Nhưng Kenneth vừa bị spam và bây giờ anh chỉ còn 14 máu rồi. Di chuyển ngay về khu vực CD side. Đó là một quyết định cực kỳ chính xác của Kenneth. Khi mà 14 máu đứng trong bom thì ăn quả nết thôi. Ăn quả nết thôi thì cũng nằm xuống. Vâng, sờ tách mid. Nhưng Happy đang một góc kê đẹp. GFW với 22 máu ra mid liệu có là một quyết định đúng đắn hay không? GFW ra mid thì dễ ngã ngửa lắm. Happy nó đang khỏe thế này cơ mà. Anh khỏe thế này cơ mà. Vâng, bây giờ chúng ta hãy xem Shipper với Kenneth. Kenneth sẽ là người, các bạn tôi sẽ cho các bạn nhìn thấy. Kenneth kê sang bên trái. Còn Shipper là người kê nếu mà địch chạy ra, chạy sang bên phải. Shipper đang có một góc kê rất đẹp trong tình huống này. Và bây giờ thì GW nằm xuống với Happy rồi. Đúng như tôi dự đoán, lại là một tình huống 4v2. Và khó, tại sao GODSENT chưa Pautatic nhỉ? Họ đang quá tù từ đầu trận đến giờ. Họ đang quá tù rồi. Tại sao lại không có một tình huống Pautatic trong tình huống này? Bây giờ thì bom đang được di chuyển về B. Trong B đó là ai? Đó là NBK. Vâng, bây giờ sẽ là tình huống 2v1 và chúng ta sẽ xem tình huống trả nó B. Flutsa. Vâng, trả ra một quả flash đến từ bây giờ NBK bắn lôi về NBK nằm xuống. Tiếp theo thì Happy đổi ngay được một mạng của Flutsa. Happy nằm xuống với Brock rồi. Dù đang bom rồi. Vâng, NS bắn được 50 máu của Happy. Và bây giờ Happy nằm xuống. Happy nằm xuống với Shipper và tỷ số là 9-1 dành cho Envyus một cách quá dễ dàng. Tôi biết ngay mà. Pick map nào lại pick map Kache thì đúng là map tủ của Envyus rồi. Kache chính xác là map tủ của Envyus. Thì ở thời điểm hiện tại, tất cả những cái giải đấu lớn gần đây thì Envyus đều chủ động pick map Kache. Trong khi đó thì GODSENT thì lại có một đặc điểm là họ từ trước đến giờ, từ cái thời Fnatic giờ chưa bao giờ GODSENT được đánh giá mạnh ở cái map Kache cả. Lúc nào GODSENT chỉ ở mức gọi là chơi được thôi. Nghĩa là nếu mà chơi bo 3, bo 5 thì họ vẫn có thể bắn được. Nhưng họ cũng chỉ tỷ lệ thắng của họ cũng không cao cho lắm. Mình đang bận cắt anh em ạ, mình không đọc được tin nhắn của mọi người, anh em thông cảm. Vâng, và bây giờ thì là Tactic Power và liệu Pronac sau tình huống Power vừa rồi thì có cái Tactic gì mới mẻ hay không. Ngày xưa thì người ta hay gọi Pronac là
Vâng, Pratic ngày xưa thì cứ mỗi lần power tick thôi thì team Pratic ngày xưa đều comeback luôn. Cứ power tick là Pratic thắng. Nhưng mà bây giờ thì sau một thời gian rất dài, Pratic lặn mất tâm mất tích. Bây giờ thì phép màu của anh đã không còn nữa rồi. Tiếp tục là một tình huống đẩy A-main hay không? Tràn bom xe A nhanh chăng, ném rất nhiều Black. Bây giờ có mã cầu không, như vậy là Blusa ông Sixper. Ngay tức Kenneth có một mạng, Kenneth nằm xuống bởi Black rồi. Giờ là một tình huống 3v4. Vâng, Happy đang có một tình huống muốn đẩy ra lấy người. GMDU đang bỏ vào khu vực shot. Vâng, GMDU bắn lôi. Và bây giờ APK gục GMDU đánh công, mất lợi thế rồi. APK có double kill riêng mình, bắn AK rất tốt. Happy đã gục Leco. Giờ thì chỉ còn lại một mình The Rider rồi. The Rider với 4 máu, khó cho The Rider rồi. 4 máu trong tình huống này thì không có cơ hội cho The Rider trong tình huống cơ lút. Bây giờ chúng ta xem The Rider sẽ chết như thế nào thôi. Có bom cho The Rider, có thể xử lý kiểu khác. Bây giờ chúng ta xem. Và bây giờ The Rider thấy đối phương rồi. Và The Rider nằm xuống bởi Happy. Tỷ số là 11 cho team Envyus một cách quá dễ dàng. Vâng, một round đấu mà Apex bắn AK rất tin tay. Các bạn thấy cứ hai viên là một thằng, hai viên là một thằng. Không cần biết là chúng mày là ai luôn. Không cần biết chúng mày là ai luôn. Và tỷ số là 11 dành cho các thành viên team Envyus. Vâng, một trận đấu có phần dễ dàng quá đối với họ khi mà GODSENT không phải là một team chuẩn về đánh bài. Team Envyus thì họ rất ngại những cái team mà đánh chậm và đánh thiên về bài hoàn chỉnh. Nhưng mà những cái team phi láo thì họ lại rất thích. Trong khi đó thì GODSENT lại không phải là một team có nhiều có bài, mà họ thường họ chỉ đánh rất đơn giản thôi. Và đánh đơn giản mà gặp Envyus thì đúng là sở thích của họ rồi. Bây giờ Happy. Vâng, Happy sẽ đấu trí với GMDU trong tình huống này. Happy đang canh mid. NBK solo bom xe A, bắn 3B. Vâng, bây giờ thì Apex back về A rồi. Sẽ là 2-1-2 trong tình huống này. Và chúng ta hãy cùng xem 2-1-2. Vâng, sẽ tiếp tục là một tình huống đánh bom xe A cơ bản. Một quả smoke che shot và sau đó đánh vào bom xe A thôi. Tại vì Fnatic và GODSENT thực ra họ không có một cái bài bản gì cả. Từ nãy giờ họ chỉ có thể đánh đơn giản thôi. Họ không có một bài bản gì cả. Họ chỉ có ném một quả smoke, sau búp quả flash và họ tràn ra đấu skill thôi. Nhưng mà đó lại là một sở thích của team Envyus. Envyus thì họ không thích cái gì ngoài việc đấu súng. Cứ thằng nào cho bố mày đấu súng thì bố mày sướng khỏi bàn luôn. Bây giờ thì Apex đang có một góc kê đẹp. Vâng, Apex đang có một góc kê đẹp. Tiếp tục là quả smoke che shot đúng như tôi dự đoán. Flash để ném ra, trả Flash, chuẩn bị trả Flash đến từ vị trí của Apex. Vâng, trả Flash lỗi ạ, trả Flash lỗi. Nhưng Apex nằm xuống rồi. NBK có cho mình double kill, NBK có cho mình triple kill. Và ngay lập tức Prodac có được bằng NBK. Nhưng FB vừa cùng TMD ở khu vực mid. Giờ lại là một tình huống 1v3. Prodac khó cho Pronac rồi, 1v3. Pronac di chuyển ở A-main. Vâng, Pronac đã di chuyển vào khu vực A-main và có vẻ như đối phương vẫn chưa biết được điều đó. Bây giờ Pronac sẽ cố gắng pick người. Nhưng các thành viên của team Envyus họ đang nấp rất điếm. Và KNS kết thúc Pronac thành công, tỷ số là 11-1 dành cho team Envyus. Thực sự GODSENT họ đang quá tù trong trận đấu lần này. Họ không biết đánh đầu nữa. Họ tại sao cái mid ra cái mid. Mình thấy cái map Kache này có một tactic rất hay, đó là ra mid chiếm mid, sau đó mid to be. Đây là tactic hay, nhưng mà GODSENT từ đầu giờ họ thuần. Lúc nào cũng đánh bom xe A. Lúc nào cũng đánh bom xe A mà họ lại còn không có bài full bom xe A, che full bom xe A, cắt ngang bom xe A. Mà họ chỉ có mỗi quả smoke che shot thôi. Sau họ cứ thế họ tràn vào A-main hoặc tràn cửa xanh. Bây giờ là một tình huống có vẻ như sẽ là một tình huống rớt B đến từ các thành viên team GODSENT. Lần này thì một góc, lần này thì quả smoke không bị lỗi nữa rồi. Lần này thì quả smoke không lỗi nữa rồi. Lần trước bị lỗi rồi. Một quả nết rất tốt đến từ vị trí của NBK. Tràn vào KNS lùi lại ngay. Bây giờ KNS tiếp tục vào KNS một màu trắng. Và bây giờ một mạng đến từ Sixper, KNS nằm xuống. Apex lấy được mạng của Brock thành công. Bây giờ tiếp tục thì vâng, Apex có cho mình double kill. Happy gục được Rider nhưng Apex lại nằm xuống bởi Flusa. Giờ lại là một tình huống 1v2 và Flusa sẽ đặt bom thành công. Nhưng quả bom lửa, vâng, quả bom lửa sẽ chạy tới. Hỏng rồi, dập sờ bốc ngay. Vâng, trả một quả lửa ra. Tiếp tục là một quả lửa khác đến từ các thành viên team Envyus. Và bây giờ Flusa đang lẩn trong quả sờ bốc này. Khá tù, một tình huống bị quay. Và bây giờ chúng ta hãy xem, Flusa đang di chuyển khá khéo. Và liệu có là một tình huống clutch thành công của Flusa hay không? Đục trúng rồi, bị đục trúng rồi. Và bây giờ sẽ cứ bom một mạng đến từ Flusa, nhưng Flusa chỉ còn 14 máu rồi. Và bây giờ Flusa nằm số 7 NBK rồi. Và tỷ số là 12-1 dành cho team Envyus. Một round retake bom rất bình tĩnh của Envyus và hiệu quả. Và bây giờ thì GODSENT họ triển khai bài đánh bom xe B. Cái tactic vừa rồi của GODSENT thực ra rất đơn giản. GODSENT từ đầu giờ mình không thấy có một cái bài bản gì phức tạp cả. Đầu tiên họ hâu 5B ở đây. Họ ném quả smoke che B-main để che mặt KNS. Sau đó búp ra một quả flash nổ ở khu vực này để cho KNS ngắm off ở đây mù lùi lại. KNS lùi ra đây thì tiếp tục một quả flash
đồng tất cả các thành viên team GODSENT chạy vào gần quả smoke và họ búp thêm quả flash nổ smoke nữa và họ nhảy qua smoke và Kennedy trắng xóa và đã nằm xuống. Nhưng rất may và tình huống vừa rồi Sixfer lại đứng ở trong cái hốc ven này nên Sixfer không bị sao cả và Sixfer cứ thế người rồi. Tiếp tục sẽ là một tình huống đánh B. Vâng, có vẻ như GODSENT đang quét vào vị trí tự tin nhất của team Envyus, đánh thẳng vào vị trí của Kennedy. Một bạn đến từ vị trí của Slider, người nằm xuống lần này là Sixfer. Bây giờ là một tình huống stack beat. Happy cần phải có mạng thì này. Kennedy vừa có một mạng của mình. Bây giờ Kennedy đang di chuyển. Kennedy chưa có double kill, Kennedy đang tù rồi. Và bây giờ thì vẫn lúc xa cùng Apex. Kennedy chuẩn bị nằm xuống và Kennedy nằm xuống bởi Proc rồi. Bây giờ là 2v3 và khó cho team Envyus trong tình huống cứu bom này khi mà NBK chỉ còn có 22 máu mà thôi. Thấy rồi, NBK không thấy và NBK nằm xuống. Có lẽ sẽ là một tình huống xếp súng thôi khi mà Envyus không còn nhiều tiền. Vâng, Happy đang rất tự tin và Happy đang muốn cờ lút cho tình huống này. Nhưng mà rất khó cho Happy. Và Happy nằm xuống bởi Pronac. Một pha đấu trí giữa hai captain. Tỷ số là 2-12 dành cho GODSENT. Rào thắng thứ hai dành cho họ. Mình dạo này đang ốm nên giọng nó hơi khàn. Anh em có gì anh em thông cảm. Mũi sụt xà sụt xịt. Vâng, tỷ số là 22 và bây giờ thì yếu tiền rồi. Các bạn thấy Envyus họ thắng phải đến gần chục round liên tục, 6-7 round. Tuy nhiên thì round nào họ cũng mất rất nhiều súng bởi cái lối chơi có phần cục xúc của họ. Bây giờ thì tất cả đều phải bắn lục. Chỉ có một mình Apex có cho mình khẩu 14-4 thôi. Tràn mid nhanh, có mạng hay không? Như vậy là một tình huống cố phân pick của Raider không thành công. Và bây giờ thì NBK hạ gục được Pronac ở khu mid rồi. Vâng, NBK chưa có double kill. Một tình huống bắn rất tốt của NBK, tuy nhiên thì khẩu CZ lại không mạnh bằng khẩu AK. Khá là đáng tiếc lại là như vậy. Tiếp tục là một tình huống đẩy B của Sixfer. Biết là bom sai B đã clear rồi. Chúng ta hãy cùng xem Sixfer xử lý tình huống này như thế nào. Vâng, có một quả smoke one way cho Sixfer. Và bây giờ trong Mosea đang là một player có skill cá nhân rất to. Đó là Apex. Và bây giờ Apex bên kia Flusa chỉ còn có 5 máu mà thôi. Vâng, vẫn đang cố gắng giữ B. Kennedy đang giữ vẹn. Snyder vừa hạ gục được Happy ở khu vực mid rồi. Một tình huống nhấn nhá check của Happy không thành công. Vâng, bây giờ vào bom. Một bạn đến từ Apex. Double kill đến từ Apex. Bắn cực kỳ tốt đến từ vị trí của Apex. Và bây giờ thì sao? Vâng, Flusa vừa đổi được một mạng Kennedy. Và Apex đang di chuyển. Apex đang cố gắng bắt Flusa thì như này. Đang di chuyển khá tốt đến từ Apex. Apex thấy mà. Apex thấy và Apex nằm xuống bởi Snyder rồi. Chỉ một tí nữa thôi thì Apex đã có một tình huống có được mạng Flusa và đưa trận đấu về thế dễ dàng hơn. Khá đáng tiếc cho Apex trong tình huống rồi. Và bây giờ Sixfer trong tình huống 1v3 này. Vâng, Sixfer thấy rồi. Vâng, Sixfer khó và CZ75 làm gì có đạn mấy đâu. Nhặt súng. Vâng, 11 viên đạn để Sixfer làm gì đây. Trả ra một quả flash. Tiếp tục bắn đi. Vâng, mù đối phương rồi. Và Sixfer tràn nó bom. Và Sixfer nằm xuống bởi Flusa. Flusa có một ra đấu rất tốt dành cho riêng mình. Tỷ số là 3-12 dành cho team GODSENT. Và bây giờ thì GODSENT nếu thua Eco này thì coi như trận đấu này họ sẽ thua luôn. Không có hy vọng cho GODSENT nếu thua Eco. Vâng, tỷ số với anh là 3-12. Bây giờ sẽ là round pistol, một round đấu quyết định trận đấu dành cho team GODSENT. Còn Envyus thì họ có quyền thua ở cái round đấu lần này. Vâng, bây giờ thì trận đấu được bắt đầu rồi. Envyus họ đang lên cho mình 4 cái giáp 1 và Apex là người duy nhất có cho mình một quả smoke, một quả flash. Đây chắc chắn sẽ lại là bài đánh bom xe cơ bản. Vâng, một quả smoke che shot, một quả smoke flash được ném vào trong khu vực bom xe và như thế là đánh được bom xe cơ bản rồi. Bên kia thì Pronac có một quả smoke và một cái kit, đây là để gỡ bom. Chính xác quả smoke này không phải là quả smoke ở che main hay che mid. Quả smoke Pronac sẽ là để gỡ bom. Nếu mà bom được đặt đẹp vào A-main thì Pronac sẽ chủ động thả quả smoke vào quả bom và để gỡ. Khi mà Glock không phải một vũ khí spam tốt trong smoke. Để spam trong smoke thì phải có những khẩu súng to như khẩu AK. Đang bây giờ đấu súng xảy ra khu vực bom xe B.
Vâng, giờ này đơ chỉ còn 10 máu thôi. Một pha bắn Glock tốt đến từ vị trí của Sixer. Tuy nhiên vẫn làm tình huống đánh bom xe A đến từ team Envyus thôi. Vâng, bây giờ thấy nhau rồi. Vâng, tiếp tục là một tình huống bắn Glock rất tốt. Và giờ thì Leco chỉ còn có 4 máu mà thôi. Vâng, tràn vào bom xe A. Tràn vào bom xe A. Nên BK một tình huống purify hạ gục được GFD. Và bây giờ thì Leco nằm xuống với Apex rồi. Nằm với S3. Lại khó cho GODSENT rồi. Vâng, GODSENT đang tù túng và có mạng hay không? Velusa chưa có mạng trong tình huống này. Và bây giờ Velusa chuẩn bị nằm xuống. Nhưng không, Velusa kết thúc được NBK. Và ngay lập tức thì Happy đổi được một mạng Vrock hay không? 2v4, khó rồi. Vâng, bây giờ Velusa bị gục bởi Kenneth. Và giờ Rider cũng nằm xuống bởi Kenneth rồi. Tỷ số là 13-3 dành cho Envyus. Có thể coi như trận đấu đã kết thúc tại đây. Có thể coi là như vậy được rồi các bạn ạ. Mình không nghĩ là GODSENT còn cơ hội để chống trả nữa. Hôm nay thì mình xem GODSENT, mình đã nhận thấy rằng GODSENT ngoài việc họ không có bài bản cụ thể, lối chơi của họ quá đơn giản. Còn một đặc điểm nữa, hôm nay GODSENT thua hẳn team Envyus, đó là skill cá nhân. Tất cả những thành viên của team Envyus đều có thể làm hai giết hai của team GODSENT cả. Trong khi đó team GODSENT họ chỉ có thể đổi một mà thôi. Trong những tình huống đấu skill cá nhân tay đôi thì gần như GODSENT đều thua hoàn toàn. Đó là một cái thiệt thế rất lớn. Đó lại giải thích tại sao mà hôm qua GODSENT lại thua team Gambit. Đây sẽ là tình huống đánh bom xe A cơ bản đến từ team Envyus. Một quả smoke che khu vực A main, sau đó búp flash vào trong. Apex sẽ là người ném lửa khu vực xe ủi này. Apex sẽ ném lửa ở đây, smoke ném ở đây. Lửa đây này. Một mạng đến từ Kenneth. Một tình huống ngó ra check đến từ GFW không thực sự hợp lý theo timing. Bây giờ là một tình huống tràn vào khu vực bom xe A. Flash được ném ra, nhưng Leco vừa kết thúc được Apex đánh công. NBK có cho mình double kill trong tình huống vừa rồi. Nhưng trước đó thì Flusa vẫn kịp có mạng của Sixer. Giờ là một tình huống 3v2. Và bây giờ thì KDS với Happy đã kết thúc rào đấu với tỷ số 14-3 một cách quá dễ dàng. Vâng, Envyus đang thực sự quá dễ dàng trận đấu ngày hôm nay. Envyus thì hiếp dâm hoàn toàn team GODSENT. Ở cái map Kache này, một map tổ team Envyus. Không ngẫu nhiên, không có gì bất ngờ khi Envyus có thể thi đấu dễ dàng đến như vậy cả. GODSENT thua Astralis, GODSENT thua Gambit các bạn nhá. Chắc chắn luôn, hôm qua GODSENT thua Gambit. Cái gì mà GODSENT thua Na'Vi, thứ ba vẩn. Không phải GODSENT thua Na'Vi mà chính Envyus mới là team thua Na'Vi. Bây giờ đã tràn bom B, NBK vừa có được mạng của Brock từ rất sớm. Nhưng không có ý định check ở khu vực B long gần. Vâng, giờ Rider nghe thấy rồi. Bây giờ là một tiếng bò qua smoke rất khéo của Happy. Và bây giờ Happy hạ gục Leco đánh công. Lại là 5v3 rồi, đánh bom xe A. GW đang có góc kia đẹp và GW bắn trượt trong pha đầu tiên. Trong đó Happy chỉ còn 14 máu nữa thôi. Happy vẫn có được một mạng của The Rider. Và bây giờ GW nằm xuống bởi Sixer và Kenneth kết thúc rào đầu với tỷ số 15-3 một cách quá dễ dàng. Không một ai trong team Envyus phải nằm xuống cả. Vâng, không một ai phải nằm xuống cả. Một cái rào đấu quá dễ dàng dành cho Envyus. Vâng, tham ao cái nỗi gì nữa mấy ông Fnatic. Thôi thua mẹ đi để cho người ta bắn trận tiếp theo. Mấy ông GODSENT tham ao làm gì, thời điểm này thì còn tham ao làm đéo gì nữa. Thôi thua đi, chúng người ta chơi tiếp, chúng người ta chơi game. Vãi trưởng, các ông bắn đến 3-10 năm rồi các ông còn tham ao ạ. Cái lúc cần tham ao thì không tham ao, đến giờ 3-10 năm rồi. 3-10 năm rồi đi tham ao. Thằng đếch là chả thua hay là tham ao lại chửi nhau. Mình nghĩ là dễ tham ao chửi nhau lắm. Mày bắn ngu như chó ấy. Mẹ mày canh A, kém đéo gì tao đâu. B cũng thủng cơ mà, chửi đéo gì tao. Thì mid solo mid làm sao mà bắn được. Vâng, chắc là đang chửi nhau rồi, giải tỏa tâm lý đi thôi. Thua thì thua mẹ rồi, còn pao, bảy đặt, bảy vẽ. Cái lúc thua 11-1 thì không pao. Giờ thua 15-3 thì đòi đi pao. Câu giờ vãi trưởng. Vâng, đây là quả smoke che mid, chắc chắn là ai biết rồi. Quả smoke rất chính xác bằng cách pin nút nhảy ném. Flash để ném ra, tuy nhiên vẫn là một tình huống đánh A đến từ Envyus. Rớt A nhanh rồi, Flash với Nate ném ra rất nhiều. Lửa cũng được trả ra, tràn vào bom xe A. Kenneth là người đi đầu, một mạng đến từ GFDU. Kenneth đổi được một mạng GFDU. Leco nằm xuống với Kenneth, double kill đến từ vị trí của Kenneth. Và bây giờ là một tình huống 3v3, bom được đặt thành công. Kenneth đang có vị trí đứng rất đẹp. Thấy rồi, hàng về. Vâng, triple kill đến từ Kenneth. Và thôi bỏ thôi, tao yêu máu, tao đi về. Happy hạ gục Product và Apex kết thúc round đấu với tỷ số 16-3. Vâng, trận đấu, một trận đấu dễ dàng nhất của Kenneth trong vài tháng gần đây. Lâu rồi team Envyus mới có một cái trận đấu dễ như vậy. Chắc chắn là mấy ông Envyus như kiểu Apex chẳng hạn, kiểu đéo Apex chẳng bảo. Nếu hiểu sao mấy thằng GODSENT này nó cũng đến được bây giờ năm nay. Bắn thế này thì ở mẹ nhà thì cho nó xong.
Vâng, Apex là cũng là một player có khả năng blame đối phương rất là tốt, toxic player rất tốt. Và bây giờ thì chúng ta cùng mình nghỉ ngơi trong ít phút, mình uống mấy uống nước đã anh em ạ. Để chúng ta sẽ đến với trận đấu giữa Not và Hellraiser để xem thằng nào phải đi về trước. Mình thì mình đang đặt độ vào cho Not nên mình cũng muốn là Not ở lại đi. Đừng đi về sớm quá em ạ. Anh hy vọng vào các em về sớm quá thì hơi buồn. Thôi mình sẽ cổ vũ cho Not trong trận đấu tiếp theo. Và đêm nay sẽ còn rất dài khi mà còn hai trận đấu tiếp kinh điển thì nó lại diễn ra ở cuối cùng. Astralis gặp G2 ở lúc 3 giờ sáng. 4 giờ sáng thì SK Gaming gặp Navi. Vâng, đấy là trận đấu siêu kinh điển của CSGO hiện nay. Theo nhận xét cá nhân mình thì hai team đang có phong độ, hai trong số 3 team đang có phong độ tốt nhất hiện nay, đó là 3 team, mình sẽ nói là 3 team theo cá nhân của mình thôi. À, anh em xem stream ủng hộ bọn mình bằng cách subscribe kênh và like nhá anh em nhá. Vâng, quên mất không nhắc anh em. Ai chưa subscribe thì nhớ subscribe đấy. Ai like không thì like cái trận đấu này cũng được. Vâng, mình xin cảm ơn. Ba team theo đánh giá cá nhân của mình hiện tại thì đang có 3 team có phong độ cực tốt, đó chính xác là Navi, SK Gaming và Astralis. Thì hôm nay thì hai team Navi sẽ đối diện với cả SK Gaming trong một trận đấu có thể gọi là một trận đấu chung kết sớm.